Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức và các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Đảng bộ xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 41 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, lãnh đạo huyện đề nghị trong thời gian tới, ban chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung như về phát triển kinh tế, tập trung tuyên truyền nhân dân gieo trồng các cây có giá trị kinh tế cao như cây lạc, đậu tương, rau trái vụ và đặc biệt là phát triển nhân rộng diện tích cây hồng không hạt, bởi đây là cây làm giàu của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các ngành chuyên môn có trách nhiệm hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Sử ở thôn Xín Cái trong việc chăm sóc, tạo tán đối với diện tích cây ăn quả ôn đới, lấy đây là mô hình vườn mẫu trong việc đưa cây ăn quả ôn đới vào cải tạo vườn tạp của xã. Quán triệt triển khai thực hiện tốt các khu dân cư kiểu mẫu theo kế hoạch, gắn với xã hội hóa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và camera an ninh nông thôn tại trung tâm 9 trên 9 thôn. Chủ động các biện pháp trong phòng chống thiên tai. Về công tác quốc phòng an ninh, duy trì lực lượng, làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cần tăng cường đẩy nhanh công tác kiểm tra, giám sát, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là đối với chi bộ ít đảng viên. Thực hiện tốt công tác tuyên giáo dân vận trong nắm bắt dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong nhân dân. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Quang Bình đã đến dự sinh hoạt chi bộ thôn Tràng Sát, xã Yên Hà. Buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Tràng Sát đã triển khai đầy đủ các nội dung, chương trình theo hướng dẫn của cấp trên, từ công tác chuẩn bị nội dung đến việc điều hành của đồng chí bí thư chi bộ, công tác triển khai các văn bản của các cấp, công tác đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong tháng đã nêu rõ kết quả và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho tháng tiếp theo. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên thảo luận sôi nổi tham gia ý kiến có trọng tâm trọng điểm để khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung buổi sinh hoạt đảng của chi bộ thôn Tràng Sát, xã Yên Hà, công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ. Trong thời gian tới, chi bộ cần quan tâm về công tác phát triển đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả trên địa bàn, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè, tăng cường tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết các cấp đến mọi người dân để áp dụng vào thực tiễn. Vừa qua, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp huyện Bắc Mê đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp cần tiếp tục tham mưu chọn vụ án điển hình triển khai xét xử công khai tại cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan tư pháp, chú trọng công tác chuyển đổi số, phối hợp tốt việc định giá trong phạm vi thẩm quyền cấp huyện, cấp xã trong công tác thi hành án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, rà soát bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ nội dung phối hợp theo thẩm quyền, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, rà soát nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo, bổ sung quy chế làm việc, thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát thực hiện cải cách tư pháp điểm tại một số xã, có kế hoạch cụ thể thành lập hội luật gia, tham mưu bố trí lịch làm việc với ban chấp hành lâm thời để chuẩn bị cho lễ ra mắt. Thượng Phùng là xã biên giới với địa hình đồi núi chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao. Để cứu đói người dân trong mùa giáp hạt, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc đã tiến hành rà soát các hộ khó khăn, trong đó có 52 hộ với 210 nhân khẩu tại các thôn bản có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu lương thực. Để chung tay cùng chính quyền địa phương và nhà nước chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên đoàn công tác số 1 theo quyết định 575 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo dõi phụ trách xã Thượng Phùng, hỗ trợ hơn 2 tấn gạo cho 210 nhân khẩu trên địa bàn xã, mỗi nhân khẩu 10 kg. Việc kịp thời hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân trên địa bàn sẽ góp phần giúp chính quyền địa phương đảm bảo an ninh lương thực, giúp người dân vơi bớt khó khăn, yên tâm lao động sản xuất và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Quang đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 mở rộng nhằm sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và ba nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội đề ra.
tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Kết quả trong 6 tháng đã có 7 trên 39 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, tồn tại, đồng thời xây dựng mục tiêu tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023. Tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Hà Giang thời kỳ mới, tích cực học tập, năng động, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, ba sạch, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào nhà sạch, vườn đẹp. Trong những năm qua, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào làm kinh tế giỏi do Tổ chức Công đoàn huyện Bắc Mê phát động đã thực sự đi vào cuộc sống của nữ công nhân, viên chức lao động. Phong trào đã có sức lan tỏa rộng lớn, tạo động lực để các chị em vươn lên phấn đấu, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất. Điển hình trong đó có nữ đoàn viên công đoàn Lục Thị Lan ở xã Minh Sơn. Không chỉ là người cán bộ đảng viên gương mẫu năng động, sáng tạo, trách nhiệm đối với công việc, chị Lục Thị Lan còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế gia đình ở địa phương. Từ khu vườn mẫu được quy hoạch hợp lý trồng rau, cây ăn quả và chăn nuôi. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm cũng cho gia đình chị Lan thu về trên 100 triệu đồng. Ngoài giờ làm việc thì cũng bản thân tôi là cũng với gia đình là cùng tham gia phát triển kinh tế, thì ngoài những cái chăn nuôi vườn, chăn nuôi ngựa và dê. Mặc dù là nữ giới lại vừa phải một lúc đảm đương hai nhiệm vụ ở cơ quan, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phó chủ tịch công đoàn xã, hết giờ làm việc trở về nhà, chị Lục Thị Lan vừa chăm lo công việc gia đình vừa tăng gia sản xuất. Bằng cách làm việc sáng tạo, sắp xếp khoa học nên dù ở cương vị nào, chị Lan vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp ủy chính quyền, đặc biệt là tổ chức công đoàn cấp trên đánh giá cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì ngoài cái nhiệm vụ công chức nhà nước ra, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra bà đồng chí Lan là một đoàn viên công đoàn làm cái mô hình kinh tế rất tốt và cũng là những tấm gương để cho đoàn viên công đoàn khác noi theo. Dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với niềm đam mê, sức sáng tạo, sự kiên trì, chịu khó, quyết tâm cao, chị Lục Thị Lan ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê đã không ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ công việc, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, xứng đáng để mọi người học tập, noi theo. Vừa qua, Văn phòng xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Quang đã làm việc với hai xã Hữu Sản và Bằng Hành. Tại buổi làm việc, các cơ quan đơn vị theo dõi các tiêu chí đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những thuận lợi cũng như khó khăn và đề nghị hai xã Hữu Sản và Bằng Hành phải xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực với nhu cầu thực tiễn tại địa phương với mục tiêu giúp hai xã hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2023. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Văn phòng Nông thôn mới huyện Bắc Quang ghi nhận những cố gắng, sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hữu Sản và Bằng Hành trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai và thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời đề nghị hai xã Hữu Sản và Bằng Hành phải tập trung cao độ để triển khai thực hiện hoàn thành tất cả các tiêu chí như kế hoạch đã đề ra. Ban chỉ đạo hai xã cần rà soát lại các tiêu chí chưa đạt, nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ các gia đình tham gia hiến đất, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp. Đối với các hộ chăn nuôi cần phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sửa chữa trụ sở xã, nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên thôn. Các phòng, ngành, thành viên tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, giúp hai xã về những tiêu chí, lĩnh vực mà phòng, ngành phụ trách, nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí theo kế hoạch. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức hội thi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Tham gia hội thi có 24 thí sinh là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh lần lượt trải qua các nội dung và hình thức thi 3 phần, đó là thi kiến thức theo hình thức trắc nghiệm, tìm hiểu về nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước liên quan đến phụ nữ, thi năng khiếu, hát, múa, khiêu vũ, cắm hoa, kể chuyện, tấu nhạc cụ, tiểu phẩm,
khi thuyết trình và xử lý tình huống, chủ đề thuyết trình liên quan đến hoạt động công tác hội, xử lý các tình huống thường gặp trong công tác vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua hội thi nhằm tạo thêm diễn đàn để đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác hội, góp phần tôn vinh, cổ vũ, khích lệ các chị em tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập huyện Vị Xuyên và 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Vừa qua tại thôn Làng Vàng 2, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Y Dược Vi Diệu Nam Hà Nội khởi công xây dựng 23 nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng dành cho những hộ chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 8 xã thị trấn của huyện Vị Xuyên. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Y Dược Vi Diệu Nam Hà Nội hỗ trợ 60 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 10 triệu đồng. Tại lễ khởi công xây dựng, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đề nghị sau lễ khởi công, các xã thị trấn trên địa bàn thống nhất với các gia đình được hỗ trợ sớm triển khai xây dựng ngay để đảm bảo tiến độ, có kế hoạch thực hiện các phần việc và dự kiến ngày khánh thành. Đặc biệt trong quá trình xây dựng, công trình phải đảm bảo chất lượng, có khuôn viên sáng xanh sạch đẹp theo các tiêu chí. Các ngành chuyên môn phải phối hợp với các xã thị trấn kiểm tra, giám sát công trình thi công theo thiết kế nhà tài trợ. Việc triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ chính sách, hộ nghèo là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vừa qua, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện tổ chức lễ ra mắt mô hình sân khấu hóa tuyên truyền bài trừ hủ tục trong việc cưới của dân tộc Dao. Đến dự có đồng chí Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo một số ban ngành của huyện. Thực hiện kế hoạch của huyện về xây dựng mô hình sân khấu hóa về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2023-2025. Xã Hồ Thầu đã phối hợp với ngành chuyên môn của huyện xây dựng kịch bản, thiết kế trực quan, đạo cụ, lựa chọn các hạt nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền cùng các hội viên nghệ nhân dân gian, diễn viên đội văn nghệ quần chúng của xã gồm 15 người để tổ chức tham gia luyện tập. Thông qua lễ ra mắt mô hình sân khấu hóa tuyên truyền bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng nhằm đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước cải tạo, dần xóa bỏ những hủ tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Vừa qua, thôn Đồng Tiến, xã Yên Thành, huyện Quang Bình tổ chức lễ hội nhền lửa năm 2023. Đây là hoạt động nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thèn trên địa bàn huyện Quang Bình. Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thèn là lễ để tạ ơn đất trời và thần linh đã ban cho dân tộc Pà Thèn những vụ mùa tươi tốt, xua tan những gì không tốt đẹp. Đây là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong cộng đồng của dân tộc Pà Thèn, minh chứng cho sức mạnh, cho quá trình lao động, chế ngự thiên nhiên để sinh tồn và phát triển của con người. Trong khuôn khổ của lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động như thi gói bánh sừng trâu, kéo co, lễ kéo chày, đẩy gậy. Lễ hội nhảy lửa của thôn Đồng Tiến đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tốt đẹp trong lòng người dân và du khách đến xem, góp phần quảng bá có hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng của dân tộc Pà Thèn nói riêng và du lịch huyện Quang Bình nói chung. Công tác quản lý đô thị luôn được cấp ủy chính quyền thành phố Hà Giang chỉ đạo quyết liệt đồng bộ. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chỉnh trang đô thị được đặc biệt quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập. Khu vực chợ trung tâm thành phố và tuyến đường Phùng Hưng, các hộ tiểu thương, người bán hàng rong bày hàng hóa la liệt xuống lòng đường, vỉa hè. Người mua, người bán thản nhiên bất chấp sự nguy hiểm khi mật độ giao thông ở đây rất đông, vẫn bán hàng dưới lòng đường, vỉa hè. Khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng phường Trần Phú, các hộ tiểu thương, người bán hàng rong nhanh chóng bưng bê hàng hóa để chạy trốn. Khi lực lượng chức năng rời đi, các hộ tiểu thương lại tiếp tục bày bán hàng hóa tràn ra lòng đường. Các hộ gia đình đã cam kết với phường về việc là không cho nhân dân lấn chiếm lòng đường hè phố về bán hàng hóa tại khu vực này. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì chợ Cóc, chợ Đạm đã tái xuất hiện và vi phạm lại nhiều lần hơn. Tình trạng này là các hộ gia đình không chung tay với phường cũng như tổ dân phố là chưa có sự quan tâm sát sao cũng như là phối hợp với phường để làm sao đẩy lùi được cái người dân tham gia hành vi vi phạm. Đối với phường Minh Khai,
tình trạng người dân họp chợ tự phát đã gây mất trật tự an toàn giao thông, gây mất vệ sinh môi trường tồn tại nhiều năm nay, nhất là tình trạng bán hàng tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Mặc dù chính quyền phường đã tuyên truyền rất nhiều lần, cho ký cam kết, tịch thu, xử phạt, nhưng với nhiều lý do, người dân vẫn bất chấp vi phạm. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến xã phường, công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đã dần đi vào nền nếp, bộ mặt đô thị ngày càng đổi thay, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.